Việt Nam có thể làm thay đổi bản đồ thị trường cà phê thế giới. Từ vài năm nay, thị trường cà phê bắt đầu chuyển hướng về châu Á. Các nhà kinh doanh cà phê đều khẳng định rằng sức tiêu dùng của châu Á sẽ tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, theo nhận xét của tờ báo kinh tế của Pháp, Les Echos, thì tương lai đối với ngành cà phê Việt Nam là một tương lai tương đối sáng. Việt Nam mới bắt đầu tập trung phát triển ngành cà phê từ một chục năm nay, tức chậm chân hơn rất nhiều so với các nước châu Phi và châu Mỹ Latin. Thế nhưng, Việt Nam hiện đứng số 1 trên thế giới về sản xuất cà phê Robusta. Hiện Việt Nam có khoảng 500.000 người trồng cà phê trên khoảng 600.000 hecta với sản lượng khoảng 1.5 triệu tấn mỗi năm. Còn nếu tính luôn cà phê Arabica, thì Việt Nam xếp vào hàng thứ 2 trên thế giới sau Brazil. Trong tương lai, nhờ cà phê Robusta, ngành cà phê Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển. Tờ báo Les Echos giải thích, lâu nay, cà phê Arabica chiếm số 1 thị phần thế giới với mức 55%, trong khi cà phê Robusta chỉ chiếm 45%. Thế nhưng tờ báo cho biết, Arabica đang mất dần thị phần cho Robusta. Do giá Arabica tăng cao, nên các nhà chế biến cà phê chuyển sang Robusta để giảm giá thành. Thêm vào đó, cà phê Robusta mang lại lợi nhuận nhiều hơn cho người trồng vì kháng được sâu bệnh và ít tốn kém phân bón. Hồi đầu năm 2012, nhập khẩu cà phê Robusta của các nước Bắc Mỹ đã tăng lên đến 80%, trong khi nhu cầu Arabica đã bị giảm 1/3. Đến cuối tháng 5 2013, tăng trưởng của cà phê Robusta là 14%, trong khi cà phê Arabica chỉ tăng trưởng có 4.6%. Các chuyên gia nhận định Robusta sẽ tiếp tục chiếm thêm thị phần do nhu cầu về cà phê hòa tan sẽ còn gia tăng, nhất là ở Nga và Việt Nam, mà cà phê hòa tan thì được chế biến chủ yếu từ Robusta. Từ 10 năm nay, tăng trưởng của cà phê hòa tan trên thế giới đã tăng 7.5%. Bên cạnh tiến triển, tờ báo Les Echos cũng đã nêu ra những điểm hạn chế đối với ngành cà phê Việt Nam. Theo tờ báo, những việc cần làm hiện nay đối với người trồng cà phê Việt Nam là cải tiến kỹ thuật canh tác, giảm giá thành sản xuất, nhất là giảm chi phí phân bón và thuốc trừ sâu. Những chi phí này chiếm đến 40% tổng chi tiêu. Cải thiện hệ thống tưới tiêu, cải tổ các vườn cà phê đã bị già cỗi.